đồng hương sương rơi lác đác tiếng gió sao ra ngắm cánh dì tiêu đồi đồi vắng con sông hồng dì dào nước chảy chúng con tìm vào cho tới mẫu á tìm về đến mẫu đông cua cột giang rồng hoa đá diêu phong dần dần vạt tiên thanh thường sắp mơ vang cửa bể mưa
tướng đầu gầy ra cả bắt bắt nê phường long long lạnh ơi Thank you.
sơn trang chỉ lên núi vì quan họ đi soi bên lờ giờ đẹp làm sao
và hãy dành đời sau cha chân chờ đã bước tới đầu đi à. Thank you.
cánh khuya biệt lặng sao tàn thôi xanh ban biệt khoan khoan trèo vào gờ gạch đồi thất núi cao đi nhà gió mát
cảnh khuya chưa hiền. Tục truyền lưu để hàng thu mười dân thôn bản con thù giặc biến đi thu sang hồi mùa truyền. Hãy
trời, bích bích đông đông thanh thanh trời, ngọn cao chất chất bất bất thời ta diêu. Trần gian chớ vội có bà chiêu, hai băng kiếm cùi chờ liên của ngày trở về mới biết lịch thay. Sao kêu ngay trở về cửa đền ngoạn cảnh giác khi dưới suối sóng sóng thế bạc từ đâu trước cửa đền đường tàu xe lửa chạy qua đến về ngả chín tư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này thì hai lá viên cành nó đã được gửi một mình giờ hai hoa hai chắc giấc hoa đem về giờ giấc nấu đợi cho đầu phút phút đập đập hạ xa đi à.
lên đường bỏ chi lăng sợ người núi kiệt thu dân thiên siêu. Chiến lược
xem mà tan giặc dữ chiều đình đình công công rước trầu về ở đất tôn trùng ý. Sang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trong thanh sắp củ mai. Thank you.
yên quầy lặng ngái trà, chân chân đi hài xào nó tu lờ sao quay. Miệng chờ cười chăm chăm hoa nụ nở, hát tiếng đường tiếng thổ tiếng kinh đàn thông dạo khúc thanh thanh thơ bình. Đôi mình bao la sương mờ.
cất cao tiếng hát
đùi mà ma sương mờ thương đông cho mới đi đường làm sao trở về đi đường làm sao trở về đây công thưởng lộc cho những người nhất tâm ngày hôm nay lại giáng đến chung ý à. Và ngọt hái dành đời sau chân trầu đã bước tới đầu ý à. Bà đẹp như sao bắt đầu ngân hà ý à.